Tâm, cơm đây. Anh Tâm ngồi đâu? Anh ngồi đâu cũng được. Muốn chỗ tài giờ biết. Ừ, khẩu vị của nó hơi mặn, tại vì em là người miền Trung, nên là không biết. Nhưng mà em cũng thích ăn ngọt ngọt, không biết là anh có thích không nè, cứ thử ha. Mình chắc quen rồi, khó cần mời. Mời mọi người, mời quý khán giả. Vâng. Kể chắc không sao đâu. Em ăn cơm rất là dễ, giờ em ăn cơm với trứng cũng được, em ăn cơm với muối cũng được. Thật á? Thật. Em ăn cơm với muối tiêu á. Nhưng mà chỉ có cái là bị ít ăn rau. Em không biết ăn rau. Nhưng mà bị ăn được món canh này. Em không biết ăn rau luôn á. Ăn mà phở là em phải để hành ra hết, hoặc là không có giá. Em giống như em đi vô trong tiệm là em kêu là bán cho em tô phở em bé. Ừ. Không có rau á. Không rau, không gì hết. Là nhìn tô phở trắng trơn luôn. Dạ. Nhanh nhộn. Sống với nhau một thời gian rồi á, thì hai đứa có điều gì mà mình còn chưa thể nói với nhau nữa, mình vẫn còn giữ trong lòng mình. Ừ, anh cảm thấy mặc dù Bi bảo ít nói nha, nhưng mà lại dễ dàng chia sẻ hơn là Múi á. Múi có thể nói rất nhiều, nhưng mà những cái điều mà ở trong lòng của em á, em lại hay giấu. Đúng rồi, giống như là em không biết cách, kiểu như em thích là anh phải tinh tế để mà hiểu được những cái đó. Ừ. Chứ để em mà phải nói ra thì nó còn gì. Nó hết hay đúng không? Ừ, nó hết hay. À, chẳng hạn như là em để lại, giống như nhiều khi em giận nó là em viết đi luôn. À, chẳng hạn vậy. Là đi khách sạn xong rồi tốn 270.000 á. Ôi sao biết này. Rồi, sau khi được trải qua một ngày với hai vợ chồng em á, thì cá nhân anh thấy đây là một cuộc sống mà nó quá đáng mơ ước đi. Nhưng mà thật sự nha, khi mà nói chuyện với Múi á, anh vẫn cảm thấy em có nhiều tâm sự à. Mà anh thấy con gái á, họ có nhiều tâm sự, họ hay thể hiện qua cái đôi mắt đó. Đôi mắt em buồn đúng không? Ừ, đôi khi anh thấy nó hơi buồn, nó hơi có tâm sự, nó hơi có ưu tư gì ở trong đó. Thì có điều gì em thật sự muốn nói, tại vì á, Bi bảo sẽ là người sống với em suốt cuộc đời. Nên anh nghĩ là mình có thể giấu được hoài không? Thì có gì em muốn chia sẻ thì chứ em... đôi mắt của Bi không có gì buồn hả? Anh có gì nói vợ không? À, giống như anh biết đó, Bi thì là một người sống về nội tâm này. Rất là nội tâm. Em thì là thích về phía bên ngoài nhiều hơn. Nên chắc là em buồn nhiều khi em không có được đi đây đi đó, hoặc là nhiều cái thôi. Nên tức là cũng khó nói. Hôm nay vợ nó cũng có nhiều cái, nhiều khi mình cũng cảm thấy có lỗi nó, nhiều khi em cũng thấy em cảm thấy vô tâm và khó nói, nên là vợ chuẩn bị cho anh. Hôm nay cũng là một năm kỷ niệm một năm cưới của hai vợ chồng mình, nên là nhìn ngại ngùng, nhìn kỳ quá rồi sao vậy, vợ cũng chuẩn bị, tại vì những cái này vợ chưa bao giờ nói với anh, nên là vợ cũng ngại nói ra, nên là vợ chuẩn bị cho anh một bức thư này anh đọc ha. Trời, tâm thư. Anh đọc cho đúng chứ, mà không nào nghe là không. Anh đọc cho đúng. Để em đọc. Hello xã yêu, đọc cái này anh không được cười hay giọng vợ nha, vì đây là những lời nói chân thành nhất của vợ. Đó giờ vốn dĩ vì cái tôi cao nên chả bao giờ xin lỗi hay nhường nhịn anh. Đúng rồi đó. Xin lỗi anh vì những lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình là đúng. Hôm nay ngại quá nên không ngại quá nên viết á. Để đây tâm sự với xã nha. Xin lỗi anh vì đã quá chú tâm vào công việc và đôi khi quên luôn anh và sức khỏe. Xin lỗi vì đã để anh phải đi đây đi đó một mình, chứ không còn kề cạnh anh như trước. Xin lỗi vì đôi lúc cứ giành lấy hết công việc của anh. Yeah! Trời ơi! Hôm nay em nói không có được. Cảm thấy vô dụng, không giúp đỡ gì vợ nhiều. Vợ hứa sau này sẽ dành nhiều thời gian thêm cho anh và cả gia đình mơ ước của mình để vợ bù đắp lại cho xã về những ngày vợ mãi mê làm việc nha. Thương xã. Xã thương nha, Trời, ghen tị chết mất. Giờ em thì cũng có nhiều tật xấu lắm, nhưng mà em cũng không cần vợ em thay đổi đâu. Tại vì em thương vợ em mà, em thương luôn cả tật xấu đó luôn.
đi. Nhiều cái có những cái tật xấu đó nhiều khi trong cuộc sống nó mới vui. Em thấy em không cần vợ em sửa đổi gì đâu. Mà sau này anh sẽ cố gắng tập nói để trên line nó tiếp vợ, không có cho vợ nói để không bị đau họng nữa. Không, không có cảm thấy bản thân mình vô dụng. Cảm ơn. I love you. Thế là không cái nhận. Em có một món quà bí mật dành tặng cho Bi. Thì chắc bây giờ là em sẽ gửi món quà đến cho Bi hả? Tôi đang về, đó là một năm kỷ niệm cưới. Ông xã có thêm một phần quà nữa từ gia đình, từ ba mẹ. Bánh kem hả? Rồi, anh cũng bất ngờ nữa. Cái này là ba mẹ muốn dành tặng cho xã. Ba mẹ thì cũng ít nè. Có thể là sẽ cũng có những cái lời ba mẹ chưa nói được với anh. Thì hôm nay ba mẹ cũng muốn là nhân dịp một năm tặng cho ông xã. Ba mẹ bữa nay quay clip luôn. Hello Vy. Mẹ thì cái video này dễ khóc. Cái mục đích ba muốn nói là để nói lên cái tình cảm của ba với mẹ dành cho con trong quá khứ cũng giống như là hiện tại. Thì trước hết ngay từ lúc đầu tiên ba biết được con qua thì ba cũng có một chút ấn tượng. Thì sau một thời gian ngắn thì Nhi mới có tâm sự với ba là ba mẹ cũng không có cái suy nghĩ phải nặng nề gì về vấn đề giới tính. Ba mong muốn nhất cho con gái của ba là luôn luôn có được cái cuộc sống mà vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Ba nhìn thấy con gái ba hạnh phúc là như vậy, ba với mẹ thật sự hạnh phúc. Hello, chào Vy của mẹ. Thì mẹ muốn nói một vài lời để cho con hiểu được cái tấm lòng của ba mẹ anh cổ mà. Thì mẹ gặp con ở Huế, mẹ rất là hâm mộ con. Và mẹ sẽ coi mẹ cái bài hát rap của con á, mẹ coi mỗi ngày luôn. Thì khi nghe qua mẹ mỗi kể qua tình cảm với con á, thì mẹ cũng ngần ngại gì mà để cho con tiếp tục để quan hệ với nhau. Bởi vì mẹ có tình cảm với con rồi. Mẹ hay thường gọi với Bi là anh, như Bi là Bi đã tìm ra một người mẹ của kiếp trước, có phải không? Đó. Thì bây giờ mẹ cũng nghĩ như vậy. Mẹ không ngần ngại gì cái tiếng đời ở ngoài. Mặc dù là ở phương Tây hoặc là ở Việt Nam, người ta cũng có tiếng ra tiếng vào. Nhưng mà ba mẹ thì không. Miễn sao con gái mẹ hạnh phúc là mẹ vui rồi. Khi con gái chồng mẹ về chung sống với con, mẹ rất là cảm ơn con. Con lo lắng cho bé mối. Rồi sau này mẹ hứa, mẹ sẽ hứa là mẹ sẽ làm đồ ăn thật nhiều cho tụi con khi con trở lại ở với ba mẹ. Mẹ biết con gái mẹ với con là có thời gian bận rộn quá, nhiều lúc mẹ rất là nhớ tụi con. Ba muốn là tụi con có được cái cuộc sống là thật tốt đẹp, công việc thật ổn định, hạnh phúc thật đong đầy. mẹ em không có kéo ăn nói, nhưng mà mẹ em nói được vậy chắc phải tập luyện nhiều lắm hả? Em nghĩ mẹ cố gắng lắm. Sau khi thấy món quà đấy thì em thấy như thế nào? Em thấy rất là vui, thì luôn mà em luôn có một cái máy ấm như vậy. Thì con cảm ơn ba, là cảm ơn mẹ đã nói chung là chấp nhận con rồi cho con có một cái cuộc sống hạnh phúc như thế này, cho con đầy đủ yêu thương. Thì con sẽ hứa là một ngày không xa con với muối sẽ qua bên bển đoàn tụ với ba mẹ. Thì đó là ước mơ của con. I love you.
Cảm ơn hai bọn em đã dành cái buổi kỷ niệm một năm ngày cưới của mình để dành cho chương trình ngày hôm nay và dành cho khán giả tất cả những cái góc chân thực nhất của cuộc sống của mình. Và anh chúc cho hai đứa lúc nào cũng hạnh phúc như vậy, và thậm chí còn có những hạnh phúc sau to lớn hơn về con cái và cuộc sống cũng sẽ thành hiện thực. Em cũng cảm ơn anh Tuân nè, với lại cảm ơn chương trình Come Out. Nhờ chương trình Come Out tụi em mới có những cái cơ hội để chia sẻ những cái gì thật nhất về tụi em, cái cuộc sống hàng ngày của tụi em. Một cách nha.